cả các em. Hôm nay là thầy trò mình đã gặp lại nữa rồi đấy. Theo lời hứa của thầy là đầu tháng 8, nhưng mà cuối cùng đầu tháng 8 là thầy chỉ được mới có 3 cái video. Cái phần đồng biến đặc biến cũng chưa tới đâu, mang cũng thông cảm, tại vì công việc của thầy nó còn quá. Nhưng mà thầy hứa là thầy làm. Em đầu năm đại học lớp 12 vọng liền thầy đạo. Nếu như theo suất và của thầy chắc chắn sẽ kịp với chương trình luyện thầy đạo của em. Hôm đó thầy có dạy nửa chừng cái phần mà đồng biến nghịch biến. Hôm nay thầy có nói rõ thêm một phần cái đồng biến nghịch biến nữa của em nhé. Đây này, xét cái hàm số mà nó luôn đồng biến hoặc là nó luôn nghịch biến trên này là hay là trên cái tập sắc định đó, trên R hay là trên cái tập sắc định, thì cái dạng này nè mày phải lưu ý cho thầy, nếu như ta có một cái biểu thức fx bằng ax bình phương cộng bx cộng c, trong này a khác không này, như vậy đây là một cái tam thức bậc hai đó, được chưa? Tam thức bậc hai ta để này, để cái fx này luôn lớn hoặc bằng không với mỗi thuộc a này. Cái nào tập xác định là R đúng không? Cho nên để Fx mà lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc R, được chưa? Thì ta suy ra điều này. Điều đầu tiên tức là A nó phải lớn hơn 0 và delta nó bé bằng 0. Delta này là delta của cái tam thức này, tam thức bậc 2 có delta đó. Cho nên delta của cái fx này nó phải bé bằng 0, a bé 0. Khi delta bé hơn hoặc bằng 0, được chưa? Thì vậy là cái x này nó luôn cùng dấu với cái hệ số a. Nếu hệ số a dương thì suy ra là gì? Fx này luôn lớn bằng 0, được chưa? Và tiếp theo nữa này, nếu như delta mà bé bằng 0 thì nguyên cái fx cái cùng dấu của hệ số a tức là a âm, thì từ đây ta sinh ra fx nó đúng âm với mỗi thuộc a là thầy nói dạy hiểu ha. Như vậy nè, khi mà ta lập delta lớn hơn 0 thì phương trình có hai nghiệm x1 x2 theo vs này biết rồi ha. X một bằng trừ b cộng căn delta chia 2a, x 2 bằng trừ b trừ căn delta chia 2a, được chưa? Tại sao thầy nhắc như thế? Tại vì có nhiều, hầu như đại đa số bây giờ các em là sử dụng máy tính đó, trừ những mấy đứa em giỏi khá là còn lại là hầu như giờ mình nhìn bậc hai không dạy được, tại vì đánh máy bấm không mà quên hết, cho nên thầy nhắc lại ha. Rồi, như vậy thầy nhắc lại một lần nữa với em nè. Đó, nếu như một cái tam thức bậc hai này mà nếu như mà nó âm, bây giờ nếu như mà có delta âm chứ, có delta âm, thì nguyên cái x này nó cùng dấu hệ số a, cùng dấu hệ số a. Nếu như a âm, nguyên cái x này âm. Nếu a dương, thì nguyên cái x này dương. Nhớ em ha. Có thể nếu như fx mà cho nó bằng không, lớn hơn hoặc bằng, thì ta chỗ delta ta cho dấu bằng. Nếu như chỗ fx này không có dấu bằng thì ngay delta ta không để dấu bằng, tại vì ta biết tam thức bậc hai nếu như mà delta bằng không thì phương trình có nghiệm kép, nhớ ha, có thể bằng không. Cho nên là chỗ này là bằng không. Nếu như chỗ này nhớ lớn, chỗ này không có. Cái này người ta sử dụng trong cái
sự xét xử đồng biết và nghịch biết mẹ. Tìm em vào để hàm số là gì? Luôn đồng biết hoặc là luôn nghịch biết mẹ rồi mẹ. Như vậy là để chứng minh điều đó, thầy sẽ cho hàng cái điều nha. Được không mẹ? Không bằng không được không? Nếu như
bằng không thì xảy ra bằng không thì nó tại điểm đó. Tại điểm đó tức là tại điểm đó mình tính luôn, nó cũng vẫn nằm cái đường nghịch biến đường luôn em ha. Đó, được chưa? Yêu cầu bài toán thành viên như vậy nó vẫn chưa vẫn còn thiếu xíu nào em ạ. Ghi vậy nè, tức là cái ý phải này nó luôn mà cái nó còn phạm bằng không, nhớ nha. Có nhiều em đó là nó nghịch biến là âm thôi. Âm thôi thì cái bài toán mà cái đề năm nay ấy, mới vừa thi xong nè, có nhiều em để cái ý phải âm không thôi, không có dấu bằng bằng không, nó thiếu một trường hợp rồi này, thiếu một trường hợp, nhớ nè. Cái phải thì luôn bé bằng không, được chưa? Rồi tương đương là a và delta bé hơn một bằng không. Bây giờ ta nghĩ ngay là ta nhìn ngay vào cái hệ số b này nè, ta lại là số chẵn, cho nên chúng ta phải để delta phải cho nó rộng, được chưa? Delta phải. Bây giờ tới đây ta chỉ việc giải cái hệ này là xong rồi đấy, giải cái tìm là xong. Bây giờ a ở đây là a bằng trừ một âm, mà em thấy nó luôn đúng không em? Nó đã luôn đúng rồi thì giao với cái gì ở dưới này thì chỉ bằng cái dưới này thôi, cho nên luôn đúng coi như là bỏ. Nếu như chỗ này vô nghiệm thì ta giao với bất kỳ cái gì ở dưới này nó cũng vô nghiệm em, nhớ em. Rồi đây, bây giờ phải này, bây chỗ này bốn mà chia hai được hai, hai bình phương là bốn. Trừ cho a là trừ một, c là 2m cộng 1 luôn bán bằng không, được chưa? Mấy em nói này, cái này không đúng, giao với này chỉ là cái dưới này thôi, như vậy ta chỉ tính là dưới thôi. Đấy là ở đây là 4, dấu trừ nhân với dấu trừ thành dấu dấu cộng, như vậy cộng 2m cộng 1 bán bằng không, như vậy tương đương này 2m bằng 4 cộng 1 bằng 5 ha. 5 mình chuyển qua này là trừ, trừ 5. Như vậy thì suy ra chỗ này m chia 2 qua số dương dấu bắt không đổi bé bằng trừ 5. Đó. Được chưa? Như vậy ta giải ra ta tìm được m bằng trừ 5. Tới đây ta kết luận cao ha. Tới đây ta kết luận cao. Và với nè, ha, với m bát bằng trừ cho trừ 5 bằng 2 nè, trừ 5 bằng 2 chia 2 qua mà trừ 5 bằng 2 thì hàm số luôn nghịch biến trên a l. Tới đây bạn hiểu rồi ha, chỗ nào theo thầy nghĩ chỗ này là cũng hiểu kỹ lắm ha, còn chưa hiểu nữa thì từ từ ta sắp tiếp một cái ví dụ tiếp theo mà ta hiểu qua, được chưa? Rồi câu B nha, câu B trước tiên cũng ta xác định D bằng A R không căng cũng không có mẫu, nhưng mà D bằng A R cũng không có lóc đi bán logarit gì hết. Đó là ta tính đi phải nè, y phải sẽ bằng như này, ba rút gọn mắt còn x bình, đạo hàm xuống là trừ 2 lần m x, đạo hàm xuống là còn 4 trừ cho 3 m, chỗ này đạo hàm bằng không. Đây là một tan tích bậc 2, tan tích bậc 2, người ta thấy tan tích bậc 2 mới vừa làm lần kia, đúng không? Mới cái lý thuyết còn đại đó. Theo thầy nghĩ mấy em đã chết rồi đó, giờ thầy đang giảng chỗ này thì chưa biết mấy em lặp lại lý thuyết, mấy em coi thầy nói cái gì, nhờ thầy làm y chang vậy ha. Đó là yêu cầu bài toán, bài toán tương đương, đó yêu cầu bài toán tương đương gì đây? Y phải đây này, nó phải lớn hơn hoặc bằng không á, để hàm số luôn đồng biến, đồng tức là y phải mà lớn là bằng không, thấy chưa? Tương đương này, tương đương này, y phải lớn được không? Trước tiên cần a dương và delta ở đây cũng delta phải luôn này,
delta phải thôi, được chưa? Đó, delta phải bé hơn bằng không, được chưa? Delta phải luôn bé bằng không, đồng ý ha? Đó nè, giờ ta đương tương đương này, a ở đây là bằng mấy? A ở đây là bằng một, một mà dương là sẽ luôn đúng chỗ này. Nếu như a chỗ này là một tham số thì ta giải ra ta để giao với lại cái này, đúng không? Tham số ta giao với này. Còn giờ a là luôn đúng rồi, ta chỉ giải dưới đây thôi. Tại vì luôn đúng giao với dưới bằng dưới, đúng không? Luôn vô hình thì giao với dưới là cũng vô hình. Nếu nhà thầy đã quy nhắc lại hoài ha. Đây, delta phải chỗ này là trừ m tất cả bình phương, trừ cho a là 1, c là 4, 1 nhân với 4 trừ 3 m. Luôn đúng là coi như ta bỏ đây nha các em, do là coi như ta bỏ đây. Chỗ này trừ m bình phương nó ra m bình phương. Chỗ này ta nhân vô đây là gì? Cộng 3 m trừ 4 3 bằng 0. Tới đây là thầy nghĩ là mấy em á, là thường thường lấy máy tính bọc lắm, phương trình bậc 2. Nhưng mà nói a cộng b cộng c bằng 0, m1 bằng 1, m2 bằng c chia a trừ 4. Như vậy trừ 4 nè, nó nhỏ hơn 1 lớn hơn. Xét gió hai miệng mấy em biết rồi gì phải không? Trong trái ngoài cùng, trong khoảng hai miệng này, trái dấu với hệ số a, hệ số a bằng một nè, một nhân với m bình nè, một dương. Như vậy trong trái thì nó âm, ngoài cùng thì nó dương. Ta lấy là ta lấy phần âm nè, ta lấy phần âm coi như ta bỏ phần dương đi mà. Đó, ta bỏ phần dương đi, nhớ thầy chỉ là gạt nhiệt tình nhé. Ta bỏ phần dương lên thì từ đây đến đây ta lấy m nè, ha, đây ta lấy sẵn m, hạ cái trừ 4 xuống, hạ cái 1 xuống, để vô đây cái gió này luôn luôn bên ta phải thì nó lớn hơn bên ta trái, không? Ở đây có dấu bằng ta để vô dấu bằng đấy, được chưa? Như vậy thì tương đương trừ 4 bé hơn một bằng m, bé hơn bằng bằng 1. Đây là kết quả căn tin đấy. Được chưa? Như vậy là thế này mấy anh về nhà là tự ghi cái câu kết luận vô nghe. Nó tới đây mà không biết cái kết luận nhìn kỳ lắm, nhớ chưa? Rồi, có nghe. Rồi, bây giờ thầy sẽ dạy cho tụi em thêm một cái phần đồng biến thành biến nữa, tức là nó hết đó ha. Nó hết đó, đồng biến thành biến thì thầy sẽ chuyển qua để dạy cái cực triển này. Như vậy cái đồng biến thành biến tiếp theo là ta xét sự đồng biến nghịch biến trên khoảng này là AB hoặc là trên đoạn AB. Đó, khi mà xét như thế này thì thầy sẽ nghĩ ngay tới một cái việc mà sau sẽ nghĩ. So sánh nghiệm là sách giáo khoa bây giờ các em bỏ qua rồi. Bây giờ chỉ so sánh và so với số không, còn bỏ qua rồi. Nhưng mà tại sao thường thường giải bài tập á, mình so sánh là con số không thì mình coi như cái số mà thầy ra đây là cái dạng tổng quát. Bây giờ thầy cũng không hiểu lý do tại sao sách giáo khoa bỏ. Cái bài rất là hay, nhưng mà đúng là nó khó. Nó hay quên lắm.
Như vậy là gì? Thường thường những công thức khó, công thức mà khó nhớ, người ta phải tìm cách cho nhớ, tại sao tự nhiên ta bỏ đi? Cái đó thầy cũng không hiểu, mà có nhiều thầy cô cũng như vậy. Xong rồi như thầy với lại mấy thầy thường thường là ở dưới thành phố thường dạy là cũng dạy bình thường vậy thôi mấy. Nó đụng vô là dạy, nhưng mà dạy ra là vẫn cho điểm thôi, cho điểm thôi. Nhưng mà mấy em dạy cái này á, theo cách này, mà nếu như ở trên trường á, nói mấy em ít được điểm nữa. Thậm chí nhiều thầy cô khó không được điểm nào. Lý do gì trong sách giáo khoa không có. Nhưng mà mấy em lật sách giáo khoa cũ có, trong cuốn sổ mà các cuốn sổ mà sổ tay cũng có luôn, so sánh nghiệm không có, hay lắm. Thầy thấy rất là tội nghiệp phải không? Có nhiều thầy cô là muốn có cái bài tập và đem cái bài tập khi làm bài tập là đề ra bây giờ thường thường là tránh cái dạng đó đi. Cái có một cái bài, có những bài tập mà trúng như vậy đó, nhiều thầy cô tội nghiệp lắm nha. Là cố tình nữa rác giải kiểu không biết trách kiểu sao mà trớ nọ này trớ nọ kia, cái cuối cùng nó ra đóng vậy cái ngồi nhìn này để chưa, nó tại sao ta không sử dụng, mà nếu như mà sử dụng thì nó khó hay nó dễ. Mai biết rồi, thầy dạy lúc nào cũng những cái gì mà nó khó là nó thuộc liền nó em. Rồi trước khi bạn thầy chỉ, thầy kể cho em nghe một câu chuyện nhớ nha. Cái câu chuyện đó của thầy á là câu chuyện không phải là vu vơ, mà câu chuyện của thầy là câu chuyện để cho các em thuộc công thức nhớ nghe. Bên công thức lượng giác ở đây cũng có kinh nghiệm rồi đúng không? Rồi anh bạn sẽ kể câu chuyện này. Mấy em biết là hai đứa một đứa con trai và một đứa con gái cùng đi học cảnh sát giao thông ha, đi học á cảnh sát giao thông á, cảnh sát giao thông mấy em biết rồi ha. Đó, giả sử như học trung cấp giao thông đi, cái cuối cùng là gì? Khi ra trường, mình không có tính thời gian thực tập mấy buổi đầu á, mấy buổi đầu thì trai gái như nhau, đó. Nhưng mà xong rồi mấy em có thấy không? Thường thường là gì? Con trai ấy ra đường đứng, về, nó ra đứng nhìn về và các đường là về thì tùm lum mấy ngã ba ngã tư tùm lum mấy em đua xe rồi đó. Gái đâu ra, còn cái là học xong á lại vào trong phòng ngồi làm việc, thường thường mấy cái bạn làm việc rồi này kia là con gái mà thường ra đường nhiều hơn, ở trong phòng ít hơn. Chính vì thế mà hàng năm cảnh sát hay là an ninh hay là bên giao thông, cảnh sát giao thông gì các bạn nữ ta tiện ít á, nam là chính á, nam ra đường nhiều hơn. Đấy không phải là người ta kỳ thị đâu em. Hiện bây giờ trên thế giới thấy không? Gần như nghe, về nhiều nước cũng còn cổ hủ giống như phong kiến nước trước của mình ấy. Là trai gái là như nhau này. Nhưng mà nhiều cái việc gái có thể trai có thể làm được nhưng gái làm không được nè. Gần như là những việc của gái trai làm được, trừ khi sinh con ha, cho con bú thôi. Mà còn tất cả những việc nữ là nam làm được, nhưng có nhiều việc đó là việc nặng lắm em, là nam làm được nữ làm được, những cái rinh và cục quá nặng á là nữ làm được, hoặc là ra đường chậm đua xe này kia nữ ra chắc đông chết à không được đúng không. Đêm hôm đi tuần tra rồi ở ngoài đường này kia cũng nữ người cũng nam, cho nên mấy em nữ cũng thông cảm ha, không có ai là gì, nhưng mà công việc nó buộc nó như vậy. Đó, nhưng mà em đã thấy cảnh sát năm nay cảnh sát lái nam là 24 mà nữ tới 26, hay kinh khủng không? Đó, lúc nào nữ cũng cao hơn, trung cấp cũng vậy thôi. Nói gì với ngành công an đó là gì, nữ lúc nào điểm cao hơn. Và mấy em nghĩ là sao? Là sao nữ giỏi hơn cho nên điểm cao không đúng? Tại vì nam mà ví dụ lấy 1000 đây nữ có 50 à. Đây chứ, tại vì cái nữ cái công việc trong ngành cảnh sát người ta chỉ làm trong văn phòng thôi. Đó, như vậy ý thầy kể cái đó để làm gì? Như vậy mấy em nè, thấy nè, thầy chỉ cái công thức lên rồi tiếp tục câu chuyện nha mấy em. Rồi, ví dụ như nè, x1 bé hơn alpha bé hơn x2. Khi nữ á mấy em, nữ là khi mình học từ lớp 9 mà học bên điện mình biết rồi ha, nữ là điện âm, nam là điện dương, được chưa? Nữ điện âm, nam điện dương, nhớ nghe.
em nào học video này rồi, khi chưa học, có bạn nào chưa học video này, nếu như không biết mình kể câu chuyện này cho bạn nghe, bảo đảm bạn cũng thuộc luôn rồi, không? Đó, hai đứa, đứa nam đứa nữ cùng đi học cảnh sát giao thông, đó, học xong ra trường, con trai làm ở ngoài đường, con gái làm ở trong phòng, làm ở trong là con gái là điện thăm, đấy là ở trong hai nghiệp, một số lọt giữa hai nghiệp. Như vậy ở trong là con gái là điện âm. Thì chỉ cần như thế này thôi em, A, S, Alpha, âm là đủ nè. Tại sao lại không cần sắc delta? Lý do buộc phải có hai nghiệp, buộc phải có hai nghiệp cho cái Alpha mới lọt giữa. Nhớ ha. Như vậy chỗ này cái S, X nè sẽ bằng A, X bình phương cộng B, X cộng C với A khác không? Đó, một tăng tốc bậc 2 như vậy ha. Đó. Thường thường bây giờ đó em, xin giáo khoa giờ chỗ này chỉ số 0 thôi. Chỗ số 0 thôi. Như vậy hai nghiệm là gì? Hai nghiệm trái chảo, đúng không? Là delta, delta dương, rồi tổng dương, tổng âm tích dương. Đó. Chỉ có tổng là gì? Tích âm thôi. Hai nghiệm trái chảo tích âm thôi. Ha. Thì giờ là này còn cách hết mấy cái trường hợp kia mấy. Như vậy thầy sẽ dạy cái này em coi thử nó dễ hay khó ha. Đây tiếp tục nè, x1 nhỏ hơn x2 nhỏ hơn alpha, mình cứ làm lên tổng quát nha. Thật sự bài đầu cực kỳ khó cái đem vô giải đó. Đừng nói thầy xuống nha. Mà cái đó là thầy bảo làm vậy. Còn khi nào thường thường bây giờ tiền người ta cho ra người ta cũng tránh hết nha. Nhưng mà như vậy thì mình tự nhiên mình bỏ mấy bài khó đụng lắm em. Bỏ mấy bài khó đụng lắm. Cho nên là mình thầy những cái dạng mà cực kỳ khó này, những cái bài nó hay lắm, mình giải luôn em. Đó, giải nhiều, nghiên cứu nhiều bài khó. Cái bộ não của mình đây này, đây này, bộ não nó nằm ở đây. Nó có tạo thêm nhiều cái nếp nhăn. Tạo nên nhiều cái nhanh, tức là trí nhớ của mình được lâu, những cái gì mà còn trong bộ não nó nhớ được lâu. Mấy em thấy không? Người tại sao người ta nói tại vì nước đổ đầu dịch, tại vì nó trơn luôn, tiếp tục mà đổ đi mất, giống như nó lỗ tai này qua lỗ tai kia, đúng không? Còn cái nước mà đổ trên một đống cát các em rút liền xuống, đúng không? Thấm vào đó còn giữ, đúng không? Cát thấm thấm luôn rồi, vậy đất thấm vào giữ đó, đúng không? À, như vậy là gì? Giống như cái đầu mình đó, mình suy nghĩ nhiều cái bài khó sẽ có một cái nếp nhăn. Nếp nhăn đó thì gì? Sau này cái đầu óc mình nhớ được lâu lắm em. Đó, em nhớ mấy ông nhà bác học nghiên cứu nhiều đó, bộ óc của ông nhìn kinh khủng đó. Rồi tiếp tục mình nói cái chuyện này nè. Đây, trước tiên mình nhìn vô đây mình đã để cho có hai nghiệm. Để cho có hai nghiệm mà một cái tâm thức bậc hai mà để có hai nghiệm, ai cũng biết được điều này mà ha. Trước tiên để có hai nghiệm delta là lớn không, delta lớn hơn không thì tôi và hai có hai nghiệm, tôi có phương trình bậc hai có hai nghiệm, delta bằng không thì phương trình có một, delta nhỏ hơn không thì phương trình nó vô nghiệm nguyên, nhưng mà cái tam thực nó cùng dạo với hệ số hai. Nhớ là mình mới vừa làm sao rồi, để cho nó có hai nghiệm thì delta chưa, các nghiệm nó nằm ngoài bản hai nghiệm ấy. Nhớ là câu chuyện cảnh sát giao thông này dễ nằm ngoài, tức là ở ngoài đường là con trai, nằm ngoài là con trai là điện dương đó, nhớ chưa, con trai là điện dương. Như vậy A, S, alpha dương dễ nhớ không em, theo các bạn nghĩ dễ nhớ lắm. Cái này thầy kể ra cái câu chuyện nha, thầy dạy mấy đứa ở trung tâm em nè, thầy kể